Trời ơi, không thể tin được kẹo bông gòn mà có thể làm ảo thuật đỉnh như vậy sao ta? Cùng tôi làm thử nha. Ủa, em cầm gì trên tay vậy? Cầm gì đâu? Cầm gì á? Đó. Cái này là bông gòn để thí nghiệm đó nè. Đó, phá nó đi. Em sẽ làm ảo thuật cho anh xem coi có thành công hay không nha. Ủa, lấy nước làm gì vậy? Lấy nước giúp em làm thí nghiệm không? Ai lạnh? Xích. Ủa, cái này là gọi là bông gòn hả anh? Kẹo bông gòn. À, này là kẹo bông gòn. Ngon lắm á. Ngon. Đó, để em lấy nguyên cây ra nha. Bây giờ mình em danh ăn thử được không? Để anh ăn thử ngon lắm. Ngon quá, ngon quá. Thí nghiệm vô tài rồi ăn hết luôn. Ủa, đây. Chứ nữa, thì nghĩ nó không thành công á. Wow, ảo thuật nha. Wow. Thành công. Trời, phải qua quán màu xanh luôn. Phải qua quán mẹ lấy tiếp. Trời ơi, trời. Khoan mà. Thôi, dừa thôi.